Chào các bạn nhé, chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Hôm nay mình sẽ lên video giới thiệu về một cảnh đẹp mà trước đây thì mình cũng có gửi đến các bạn video rồi. Nhưng mà video trước đây thì mình quay vào ngày bình thường các bạn ạ. Hôm nay video mình gửi tới các bạn đây là mình quay vào ngày lễ, dịp nghỉ lễ ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Video mình muốn nhắc đến đây chính là Thiền viện Trung Lâm Phượng Hoàng, nằm ở xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Thiền viện được khởi công xây dựng vào năm 2011 với quy mô 18 hecta. Thiền viện thì được xây dựng trên đỉnh Non Vua. Lát nữa thì trên hình ảnh video mình quay quay flash cam cho các bạn xem thì các bạn sẽ thấy thiền viện nằm ở giữa một đỉnh núi được bao quanh bởi những cây cối, tạo nên khung cảnh rất đẹp các bạn ạ. Trên video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai phần, đó là phần cảnh đẹp của Thiền viện Trúc Lâm và chinh phục đỉnh Non Vua. Chinh phục đỉnh Non Vua thì là một cái chinh phục phải nói là vất vả cho những người lần đầu tiên mà đi leo núi đấy các bạn ạ. Mặc dù cũng không dốc lắm đâu nhưng mà một con đường khá dài, tầm 3 km, hơn 3 km thì đấy thì lên đến đỉnh Non Vua. Hành trình mà đưa bạn đi chinh phục đỉnh Non Vua thì trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc các bạn ạ. Tức là quá trình mệt cũng có này, và cảm giác mà đi trong rừng ấy nó mát, rồi là cảm giác này, có cái cảm giác lúc thì nó nóng, lúc thì nó lại rất chi là mát. Nói chung là tạo cho con người đi dưới những cái bóng cây, tán cây, được cái không khí, cảm nhận được không khí trong lành của những ngày nắng nóng như mấy ngày hôm nay. Mấy ngày hôm nay như các bạn đã biết ấy thì thời tiết cực kỳ oi bức, nhưng mà sang ngày 1 tháng 5 cái thời tiết đã trở lại trạng thái là mát mẻ hơn. Thì mình cũng tranh thủ đi thiền viện, cũng gần nhà mình thôi, mình đi quay cho các bạn xem. Cái sơ đồ về tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng thì bao gồm có cổng tam quan, lầu trống, lầu chuông, nhà khách, hồ quan âm, giảng đường, chánh điện, nhà tổ, vườn lộc uyển, căng tin, phòng phát hành. Và những cái bên dưới thì lát nữa mình gửi cho bạn như là có bãi gửi xe này, khu vực vệ sinh dành cho du khách, rồi là bãi để xe ô tô riêng. Đấy là khi mà bạn đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng thì có sơ đồ như vậy. Còn bây giờ mời các bạn cùng mình ngắm cảnh đẹp của Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Em hát tặng anh bài ca Yên Dũng quê mình, đất mẹ anh hùng Phượng Hoàng bay giữa trời xa. Dịu dàng sống thương đôi giờ
mẹ anh hùng, Phượng Hoàng bay giữa trời xanh. Bài ca em hát thắm tình nước non, dịu dàng sống thương đôi dòng bên trong bên đục, chảy mãi ngàn năm soi bóng vừa rồi là những hình ảnh mình gửi tới các bạn, toàn là cảnh đẹp của Thiền viện Trúc Lâm Thượng Hoàng từ trên cao. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng mình đi tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng ở bên dưới này các bạn nhé. Đây là khu vực để xe máy đây, mình thì hiện nay để xe máy đây. Sau đấy thì leo lên hơn 300 bậc thang đá để lên cổng tham quan của Thiền viện Trúc Lâm. Điểm nhấn đầu tiên mà cũng là ấn tượng nhất cho mình rất thích đi tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng đó là con đường dẫn lên thiền viện. Một con đường chạy vòng quanh núi ấy các bạn ạ, rất đẹp luôn. Mà ở hai bên đường thì có những tán cây thông, tạo cho mình cảm giác rất chi là thích thú khi mà đi tham quan thiền viện ở đây. Bởi vì là mình nói thật với các bạn là mình rất thích những cây thông. Những cây thông thì nó gắn bó với tuổi thơ của mình lúc nhỏ rồi. Ở quê mình thì ở trên Lục Nam, Nghĩa Phương, ngày xưa lúc nhỏ thì thông rất nhiều các bạn ạ. Nhưng về sau này thì người dân người ta cũng chặt bỏ đi nhiều quá nên là bây giờ không còn nữa. Quay lại với lại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng thì những điểm nhấn đầu tiên là như lúc nãy mình nói các bạn biết là những con đường ở bên sườn núi từ chân thiền viện lên đến tổng tam quan. Sau đó thì du khách thả bộ 300 bậc đá rộng thênh thang. Cổng tam quan đón du khách với hàng chữ Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Đáng chú ý là chính điện. Khi mà mình lên chính điện thì những hạng mục chính của quần thể kiến trúc được thiết kế xây dựng cao và rộng, phù hợp với lối kiến trúc truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam. Diện tích tổng thể khuôn viên chính diện bao gồm có tầng 1 và tầng 2 là 3.000 m². Lát nữa thì các bạn cùng mình quan sát và tham quan. Hôm nay thì trên video này thì mình cũng chỉ quay cảnh đẹp của thiền viện cho các bạn thôi. Còn khu vực bên trong thiền viện thì mình sẽ không gửi cho các bạn tới hình ảnh video trên này. Và sau đó thì như đầu video mình cũng có nói thì phần 2 của video thì là quá trình chinh phục đỉnh Non Vua. Mình sẽ gửi tới các bạn phần 2. Lúc này thì mình leo các bậc đá cũng gần lên đến nơi chính điện của thiền viện rồi các bạn ạ. Phía trước các bạn đang xem là cổng tam quan đấy các bạn. Trên cổng tam quan thì có ghi Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Như trên video các bạn đang xem ấy, hình ảnh cổng tam quan rất đẹp các bạn.
Nhìn qua cổng tam quan lên bên trên thì các bạn cũng thấy phần chính điện của thiền viện rồi. Hôm nay mình đi vào ngày lễ quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Thời tiết của ngày hôm nay thì dễ chịu đó các bạn ạ, mát mẻ sau mùa những ngày nắng oi ả. Có nơi ở khu vực miền Trung ấy có nơi báo là 44 độ đấy các bạn. Miền Bắc thì cứ sáng ra thì mặt trời đã đỏ rực rồi. Nhưng mà hôm nay 1 tháng 5 thì thời tiết rất dễ chịu cho việc leo núi và đi du lịch như thế này. Mặc dù vào ngày lễ nhưng hôm nay mình thấy lượng khách đổ về đây cũng chưa đông đâu các bạn. Tầm này thì cũng 9 rưỡi 10 giờ trưa rồi. Nhưng lượng khách đổ về đây chưa đông đâu. Đấy, mời các bạn cùng mình đi qua bậc cổng tam quan để đi lên khu vực chính điện để quay cho bạn xem cảnh đẹp. Về những sơ đồ hạng mục của công trình thì đầu video mình có nói cho các bạn nghe rồi. Có một điểm rất đặc biệt đó là những hạng mục chính của quần thể kiến trúc được của thiền viện thì được xây dựng rất cao và rộng. Nó phù hợp với lối kiến trúc truyền thống của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Diện tích tổng thể của khuôn viên chính điện bao gồm có cả tầng 1 và tầng 2 là 3.000 mét vuông nha các bạn nhé. Đây mời các bạn cùng mình quan sát khu vực sân chính điện của thiền viện này. Sau khi mà leo những bậc đá lên trên này ngồi thì hóng gió trên này người cảm giác rất chi là sảng khoái các bạn ạ. Thấy không khí thì trong lành. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không gian thì yên tĩnh, cho mình cái cảm giác người nó rất nhẹ nhàng. Đây bên trái video các bạn là lầu chuông đấy các bạn. Đây hình ảnh lầu chuông mình sẽ gửi các bạn đây. Lầu chuông thì và lầu trống thì được sắp đặt cạnh cổng tam quan, giúp cho tạo cái thế cân xứng hài hòa. Phải nói là cái không gian thiền viện thì luôn an lành, hoan hỷ, hiện tiền chan hòa trong những cảnh vật. Lên trên này thì cảnh vật các bạn quan sát từ trên đấy, mình quay cho các bạn đấy, sơn thủy hữu tình. Nhìn ra xa xa là con sông Thương uốn lượn, còn bên dưới là nơi người dân sinh sống, khu vực quan sát cả thị trấn Nham Biền. Một nơi ở huyện Yên Dũng này đang phát triển rất mạnh về kinh tế, văn hóa và xã hội. Quá trình đến tham quan thiền viện này lâu lâu các bạn nghe được tiếng chuông ngân cho ta cái cảm giác rất chi là linh thiêng như tìm về cội nguồn đấy các bạn. Còn đây là hình ảnh nhà người dân và du khách thập phương đến tham quan thiền viện Trúc Lâm của buổi sáng ngày hôm nay, ngày quốc tế lao động. Hãy
Vừa rồi thì mình vừa gửi tới các bạn hình ảnh video về cảnh đẹp của Thiền viện Trúc Lâm. Còn bây giờ video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video phần 2 về hành trình chinh phục đỉnh dãy núi Non Vua nha các bạn nhé. Một hành trình chinh phục cũng không hề đơn giản đâu các bạn. Cũng rất chi là vất vả để lên đỉnh núi dãy núi Non Vua, bởi vì khoảng cách từ Thiền viện lên đỉnh dãy núi Non Vua nó tầm 3 cây số, hơn 3 cây số gì đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.